You think I'm stupid? Hello các cậu, thì các cậu đã thấy trên tiêu đề, nên là tớ sẽ nhắc lại. Thì hôm nay tớ sẽ trả đe và quận và anh của mọi người, mà tớ đã mở từ một tháng trước. Đề đầu tiên, hôn hết những người tớ quen và phen trừ bà ra. Và tớ sẽ không hôn những người tớ quen do tớ lười tạo ác ý. Còn phen thì, tớ chỉ tạo ác tượng trưng thôi chứ không lẽ tạo 2000 mấy ác. Và đây là ác tượng trưng cho phen tớ. Nhưng mà, một nụ hôn của tớ là một cách. Cùng xem nhé. Đi đốt nhà một người bất kỳ nhưng không phải bà. Cơ hội trả thù của tớ đây rồi. Quýnh lộn với ác tớ đã tạo, nhưng tớ chỉ lấy một ác thôi do ác tớ nhiều viên. Xô rộng, tớ xin không nhận cái đề này ạ. Tớ nghĩ là tớ sẽ xô rộng khi tớ 15.000 sắc. Bà có ni chưa? Thế thì làm sao? 3.000 sắc tớ sẽ làm gì? 3.000 sắc tớ sẽ. Thật ra tớ cũng chưa có ý định. Tự đọc đi, lười sắc quá, tớ xin từ chối, tại tớ ghét tụi nó viên. Với tớ cũng lời tạo ấp á, mà khi làm tớ hơi khó chịu khi ông người tớ ghét ý. Hôn người bà thích nhất. Cho cậu ấy cho cá lóc với tớ, câu trả lời là cho bà ông tớ, tớ xin chi tiết ấp của cậu ấy rồi nhưng ấp cũng không giống lắm. Tớ có yêu động vật không? Tớ có những tùy con nha. Tớ có ghét Kali không? Câu trả lời sẽ là tớ ghét chúng nó viên. 3.000 sắc tớ có xô mặt không? Không nha. Nếu ai xem mô tả là sẽ biết tớ sẽ xô mặt khi tớ 50.000 sắc. Tớ hôn cậu ấy. Ok tôi. Đây là ác của bà nhưng tớ không tìm thấy phụ kiện ở. Với không có xin được chi tiết nên tớ làm đại. Rồi giờ làm đê nè. Bạn này có đưa cốt lên ấp mới giống nha. Còn đây nhưng, một đù, đây của một bạn kia bị lạc học hay. Một đây của một bạn khác hơi không rõ ràng và chúng tớ cũng đã nghỉ chơi với nhau. Và tớ vẫn tiếp tục nhận đây và quận và anh nha. Nếu muốn nhân vật khác làm đây thì các cậu chịu khó vào cậu đồng của tớ và lướt nhé. Hết rồi nhìn cái gì nữa.